Nếu bạn hỏi bất kỳ ai xem con vật chạy nhanh nhất trên trái đất thuộc loại nào, và câu trả lời có thể là con báo đốm. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về con vật chạy nhanh nhất này nhé. Loài báo Gepa, Asinonyx joiatus, rất nhanh. Và đúng nó là loài động vật nhanh nhẹn nhất trên cạn. Với tốc độ tối đa được ghi nhận là 64 dặm 1 giờ khoảng 103 km 1 giờ, báo Gepa dễ dàng vượt qua các loài động vật nhanh nhẹn khác như ngựa đua, để giành danh hiệu con vật trên cạn chạy nhanh nhất thế giới. Và một số ước tính về tốc độ tối đa của chúng là gần 70 dặm một giờ khoảng 113 km một giờ. Dung Húc Chinh Sơn, giáo sư về cơ sinh học tiến hóa tại Đại học Thú Y Hoàng gia ở London, cho biết sự kết hợp giữa chiều dài chân, kích thước cơ bắp và sải chân dài mang lại cho báo gây ba thân hình lý tưởng để chạy trên cạn. Thêm vào đó, một mô hình năm 2017 dựa trên 474 loài sinh vật biển và đất, từ cá voi đến ruồi, đã chứng minh rằng tốc độ gắn liền với kích thước. Tốc độ tăng theo kích thước cho đến khi bạn đạt đến mức tối ưu. Ngoài mức tối ưu đó, các động vật lớn hơn chậm hơn vì chúng cần nhiều năng lượng hơn để tăng tốc. Hút Chinh Sơn cho biết một con báo có kích thước trung bình tối ưu cho tốc độ chạy nhanh. Tuy nhiên, Báo ghepa chỉ là loài động vật chạy nhanh nhất trên cạn trong khoảng cách ngắn. Đó là bởi vì chúng không truy đuổi con mồi ở tốc độ cao trong khoảng cách xa. Chiến lược săn mồi của chúng thiên về tăng tốc và chạy rất nhanh. Về bản chất, sức chịu đựng của chúng là có giới hạn, báo đốm, giống như hầu hết các loài mèo, không phải loài dẻo dai. Tuy nhiên, không có loài vật nào khác trên cạn có thể chạy nhanh tới 70 dặm một giờ, hoặc thậm chí 64 dặm một giờ. Có một số loài linh dương chạy rất nhanh nhưng vẫn không thể bằng báo pa. Vì vậy, báo pa xứng đáng có vị trí trong số một trong loài động vật chạy nhanh nhất hành tinh. Nhưng nó chỉ là loài chạy nhanh nhất thế giới trên cạn. Một lý do cho điều đó là tốc độ của hầu hết các loài động vật chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Tốc độ chạy của ngựa đua, báo pa, chó săn sám và lạc đà đã được đo rất nhiều lần, còn một số loài khác theo thời gian còn cần phải nghiên cứu thêm.